Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh lớp 9. Rất vui được đồng hành cùng quý phụ huynh và các bạn trong chương trình tư vấn điều chỉnh kế hoạch học tập và ôn thi vào 10 tại Hà Nội. Chương trình bao gồm 3 số sẽ được phát sóng trực tiếp vào 20 giờ liên tiếp 3 ngày từ ngày 25 đến 27 tháng 2. Đến với buổi tư vấn số 1 ngày hôm nay, thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên luyện thi môn ngữ văn vào 10 tại học mãi sẽ cùng giao lưu, giải đáp và cung cấp các thông tin về phương pháp học và ôn thi môn ngữ văn. Xin trân trọng kính mời thầy. Chào tất cả quý phụ huynh và chào tất cả các em học sinh. Rất vui được đồng hành cùng với các em học sinh trong buổi live stream ngày hôm nay. Thì nội dung chính của buổi live stream ngày hôm nay có một số cái chương trình chủ đạo. Cụ thể gồm thầy trò sẽ điểm nhanh qua về những cái sự thay đổi trong lộ trình ôn tập của chúng ta để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong giai đoạn tới. Nhưng phần chính có lẽ là thầy sẽ giải đáp những cái băn khoăn thắc mắc của các bạn học sinh, của các anh chị phụ huynh liên quan đến việc học ôn của em trong giai đoạn nước rút đang ở cận kề ngay trước mắt chúng ta. Thì đầu tiên thì thầy cũng rất là chia sẻ với các em có một cái sự cố ngoài ý trong cái lộ trình ôn tập của thầy trò. Đấy là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp thì tất cả chúng ta đều biết rồi. Và do đó chúng ta đã có một quãng thời gian nghỉ ngay sau Tết, khi mà lẽ ra vào cái giai đoạn mà chúng ta phải tăng tốc để chúng ta có được những các cái đơn vị kiến thức và kỹ năng rất là quan trọng, tự tin bước vào kỳ thi, thì chúng ta lại có quãng thời gian nghỉ ngắt quãng khoảng trên dưới một tháng. Và điều này nó sẽ gây ra những cái xáo trộn hoặc là những ảnh hưởng lớn. Thứ nhất là đến cái quá trình ôn tập của các em. Thứ hai, trong việc chúng ta phải điều chỉnh lại và sắp xếp cái kế hoạch ôn tập của mình, đồng thời với đó là phải lựa chọn cái phương pháp học ôn sao cho phù hợp. Nhưng theo thầy, quan trọng nhất ở giai đoạn này là chúng ta phải xác định được một cái tâm lý ôn tập rất là nghiêm túc và cố gắng để chúng ta lấy lại các cái thói quen học tập cũng như là các cái đơn vị kiến thức kỹ năng mà mình đã có trong giai đoạn trước và tiếp tục tích lũy và phát triển cho giai đoạn sau. Thế thì phần mở đầu của buổi tư vấn ngày hôm nay thì thầy cũng xin chia sẻ cụ thể về một số cái câu hỏi thắc mắc của các em liên quan đến các cái vấn đề ôn luyện cho kỳ thi vào 10, về phương pháp học ôn cũng như là các cái vấn đề liên quan đến cấu trúc đề thi tuyển sinh của tỉnh thành phố. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ trình bày tất cả các vấn đề này thông qua cái câu hỏi cụ thể. Thì thầy không muốn biến cái buổi live của chúng ta thành một cái buổi giảng bài giống như nhiều lần thầy Hùng đã giảng bài cho các bạn, mà chúng ta sẽ biến nó thành một cái buổi live đúng nghĩa là chúng ta, thầy sẽ trả lời các yêu cầu, các câu hỏi cụ thể mà các em học sinh cũng như anh chị phụ huynh gửi về cho thầy, để cho những cái câu hỏi, những cái băn khoăn thắc mắc của em được giải đáp một cách cặn kẽ nhất và nó trực tiếp nhất. Thì mình sẽ bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên nhỉ. Dạ vâng ạ. Đến với câu hỏi đầu tiên là của em Nguyễn Khánh Linh ở Bắc Ninh ạ. Em có đặt câu hỏi với thầy là ôn tập môn ngữ văn thế nào cho hiệu quả ạ? Thầy có thể chia sẻ giúp em được không ạ? Ôn tập môn ngữ văn thế nào cho hiệu quả thì trong cái chủ đề buổi live ngày hôm nay câu hỏi thì rất rộng, bởi vì môn ngữ văn ở nhiều bậc học và lớp học khác nhau với nhiều mục đích học khác nhau thì nó sẽ có cái phương pháp học và ôn tập khác nhau. Nhưng trong cái câu chuyện của chúng ta là việc học ôn cho chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào 10 của các bạn học trò lớp 9, thì thầy nghĩ là việc học ôn hiệu quả thì nó gắn liền với một vài cái nội dung sau đây. Thứ nhất là cái thái độ học tập của các em cần phải rất là nghiêm túc, phải cố gắng và nỗ lực. Thứ hai là cái phương pháp học ôn của các em phù hợp và hiệu quả. Thứ ba là các em có một cái lộ trình học tập hợp lý. Và để một cái nữa là bao trùm tất cả những thứ đó, đấy là các em phải xác định cho mình được một mục tiêu. Khi đã có được một mục tiêu thì các em sẽ có được động lực và thái độ. Các em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mình có được cái lộ trình ôn tập hợp lý và khoa học. Và các em sẽ tìm cách xoay sở để mình tìm được một phương pháp học tập phù hợp. Vậy thầy cũng biết được rằng là ở thời điểm hiện tại là thời điểm các em cũng sắp sửa, các tỉnh thành phố cũng sắp sửa yêu cầu các em phải đăng ký nguyện vọng để thi tuyển sinh vào lớp 10. Thì chắc hẳn là mỗi em đều đã có cái trường học mơ ước của mình, có cái mục tiêu của mình cho kỳ thi sắp tới. Thì các em hãy lấy đó là cái mục tiêu phấn đấu, lấy cái ước mơ và cái mục tiêu của mình làm động lực mạnh mẽ để mình có thể vượt qua những cái khó khăn.
Thế thì câu hỏi của mình nó rất là rộng, hỏi về học ôn thế nào cho hiệu quả. Thì như thầy chia sẻ là như vậy. Thì cụ thể là trong giai đoạn hiện tại, khi mà chúng ta chỉ cách kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khoảng từ 3 đến 4 tháng học ôn nữa mà thôi, thời gian còn lại thực sự rất ít, thì thầy nghĩ rằng trong giai đoạn sắp tới thì chúng ta nên tập trung vào 3 cái phần lớn. Cụ thể là chúng ta bắt đầu vào chương trình đầu học kỳ 2, nghĩa là còn một khối lượng kiến thức tương đối lớn mà chúng ta vẫn chưa được thầy cô dạy, tức là mình chưa được học ôn. Do đó là mình phải khẩn trương hoàn thành nhanh tất cả các đơn vị kiến thức, học nhanh các cái tác phẩm văn học trong chương trình của học kỳ 2 này, các đơn vị kiến thức về phần tiếng Việt, để sao cho mình phủ trùm toàn bộ các đơn vị kiến thức. Sau đó mình chuyển nhanh sang giai đoạn ôn tập. Trong giai đoạn ôn tập tổng hợp này thì thầy nghĩ rằng có những cái cách thức ôn tập khác nhau. Bạn có thể ôn từng bài một, từng tác phẩm một, từng đơn vị kiến thức một theo kiểu cuốn chiếu, học tác phẩm nào, học phần kiến thức nào, chắc phần kiến thức đó và mình tự tin cho nó. Hoặc các em cũng có thể tổ hợp lại các cái đơn vị kiến thức thành các cái nhóm bài hoặc các cái nhóm kiến thức theo cùng một nội dung, một cái phạm vi, người ta còn gọi là ôn theo chuyên đề. Thì trong giai đoạn này, bên cạnh việc ôn tập lý thuyết thì các em cũng cần phải gia tăng cái thời gian để luyện tập với các hệ thống bài tập có phân dạng và có phân chế độ khó, thì lúc đó cái việc học ôn của chúng ta nó mới hiệu quả. Chứ nếu chỉ có ngồi cầm lại sách giáo khoa đọc văn bản, hoặc là mình lại dở lại vở ghi của thầy cô để học lẩm nhẩm lại những gì thầy cô đã dạy ở giai đoạn trước, thì có vẻ như không mấy hiệu quả. Do đó lúc này mình phải kết hợp với việc học ôn kiến thức thông qua việc là gợi nhắc ghi nhớ, tổng hợp kiến thức, hệ thống hóa kiến thức, có thể dùng các cái hệ thống, các bảng biểu sơ đồ để mình có thể hệ thống hóa các đơn vị kiến thức. Đồng thời chúng ta cũng có thể sưu tầm hệ thống các bài tập để chúng ta luyện tập sao cho thành thạo và nhuần nhuyễn các kiến thức, đồng thời luyện được các kỹ năng. Thế thì trong giai đoạn khoảng từ 3 đến 4 tháng trước kỳ thi này, thì bên cạnh việc học ôn để hệ thống hóa kiến thức, để lấp các khoảng trống về kiến thức và bổ sung các kỹ năng, thì chúng ta cũng có thể tranh thủ thêm thời gian để chúng ta luyện giải các đề thi. Thì khi luyện giải các đề thi, nó sẽ cho các em rất nhiều lợi ích. Đó là nó giúp các em đánh giá được thực lực của mình ở thời điểm hiện tại, để mình điều chỉnh cái quá trình học ôn, phương pháp học tập, mình có thể gia tăng thêm nỗ lực để mình có thể đạt được cái mục tiêu, kỳ vọng cuối cùng của mình. Đồng thời qua cái việc luyện giải các đề thi thì chúng ta còn luyện được cách phân bổ thời gian cho các cái đơn vị kiến thức, các cái câu hỏi trong đề. Chúng ta luyện được cách trình bày, chúng ta luyện được cái việc chịu đựng áp lực tâm lý. Chúng ta cũng biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình về kiến thức để chúng ta có thể bổ sung và lấp đầy sao cho hiệu quả. Đó, đấy là một vài cái lưu ý của thầy cho giai đoạn 3 đến 4 tháng sắp tới. Chúng ta nhớ là ba việc: khẩn trương hoàn thành nhanh các đơn vị kiến thức vẫn còn chưa học đến, mình hoàn thành nhanh. Thứ hai là mình rà soát và hệ thống hóa kiến thức. Thứ ba và luyện kỹ năng. Và thứ ba là chúng ta luyện giải các đề thi. Được chưa? Vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ. Đến với câu hỏi tiếp theo là của em Nhi tại Thái Bình ạ. Em có muốn hỏi thầy là thầy có thể chia sẻ bí quyết để học tốt và nhớ lâu môn học này được không ạ? Ừ. Để có thể học tốt và nhớ lâu được các cái kiến thức liên quan đến môn ngữ văn, đặc biệt là ở trong giai đoạn nước rút này, khi mà cái khối lượng kiến thức nó rất là nhiều, điểm đếm số lượng tác phẩm cần ôn, các cái khái niệm đơn vị kiến thức ở phần tiếng Việt cần học, đấy là chưa nói đến việc là chúng ta còn phải làm những cái câu nghị luận xã hội với các cái vấn đề xã hội rất là rộng lớn, đòi hỏi kiến thức xã hội không có trong sách nữa, thì cái khối lượng kiến thức quả thật là rất là nhiều. Tuy nhiên là thầy nghĩ rằng là nhiều nhưng không phải là không thể học được. Vấn đề là mình chọn phương pháp học và mình chọn học cái gì cho hiệu quả. Thì các cái đơn vị kiến thức ngữ văn quả thật là rất là nhiều và phong phú. Tuy nhiên là nó luôn luôn thu về quy lại một số cái đơn vị kiến thức chính, chủ yếu. Do đó là các em cần phải nắm được các cái đơn vị kiến thức nòng cốt. Ví dụ ở trong mỗi cái tác phẩm thì mình cần phải nắm được cái hệ thống, ví dụ trong truyện chẳng hạn, mình phải nắm được hệ thống nhân vật, chủ đề tư tưởng của truyện, những nét đặc sắc nghệ thuật nổi bật của truyện, những cái vấn đề lớn về nội dung, tất cả những cái thứ kiến thức như thế mình có thể gói gọn lại bằng những cái từ chìa khóa, bằng những cái đề mục lớn để chúng ta có thể nắm chắc được các cái đơn vị kiến thức căn cốt nhất. Còn cách thức triển khai thế nào, các ý nhỏ ra sao thì nó là cái quá trình luyện tập của mình để nó thành kỹ năng. Do đó là việc ôn tập trong giai đoạn này rất nên, các em có thể dùng các cái sơ đồ tư duy để mình nắm bắt được các cái vấn đề chủ chốt, các cái đơn vị kiến thức chủ chốt. Do đó thì cái khối lượng kiến thức của em ôn tập nó sẽ giảm xuống. Rất nhiều bạn chia sẻ với thầy là thầy cô yêu cầu ở trên lớp là phải học thuộc lòng những đoạn văn, có thể là mẫu,
về các cái phần phân tích cho từng câu, từng đoạn thơ, từng bài thơ hoặc từng nhân vật trong tác phẩm, thì điều đấy quả thật là rất là khó khăn, và nếu học như thế thì vô cùng là vất vả. Theo thầy thì chúng ta phải nắm được cái nội dung chính, trọng tâm và quan trọng nhất, để rồi từ đó chúng ta có thể triển khai ra bằng cái ngôn ngữ của chúng ta, bằng cách diễn giải của chúng ta, thì như vậy thì sẽ bớt đi cho em rất là nhiều. Đó, vậy chúng ta phải biết chọn lọc các cái đơn vị kiến thức trọng tâm để chúng ta học, để chúng ta ghi nhớ. Đó là cái đầu tiên để chúng ta có thể học và nhớ. Thứ hai là chúng ta cũng đừng học theo kiểu là cố gắng nhồi nhét, mà chúng ta phải hiểu. Khi chúng ta hiểu được bản chất của đơn vị kiến thức rồi thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ có thể nhớ rất là lâu và sâu. Chúng ta không bị cái trí nhớ tức thời. Bạn cố gắng học thuộc lòng thì nó chỉ nhớ trong thời gian ngắn hạn, nhưng khi bạn đã hiểu vấn đề thì nó sẽ nhớ lâu hơn. Và cái thứ ba nữa, đấy nó sẽ giúp bạn nhớ lâu, đấy là cái kiến thức của bạn khi bạn học và thậm chí bạn hiểu, bạn nhớ, thậm chí bạn hiểu. Nhưng rồi kể cả khi bạn hiểu, kể cả khi bạn nhớ, thì rồi cùng với thời gian, cùng với áp lực tâm lý của phòng thi, bạn có thể quên. Nhưng mà khi mà bạn đã thực hành, bạn đã vận dụng nó nhiều thì bạn sẽ không quên được. Do đó là chúng ta trong cái quá trình này, như thầy nói, bên cạnh việc ôn tập kiến thức, chúng ta dùng các cái bảng biểu sơ đồ, chúng ta tự hệ thống hóa lại kiến thức đó, thì chúng ta cũng cần phải luyện tập. Chúng ta cần phải mài giũa cái kiến thức của chúng ta, đem áp dụng vào các cái dạng bài tập thực tế. Chúng ta phải va vấp qua các cái đề thi, thì lúc đó chúng ta sẽ nhớ rất lâu các đơn vị kiến thức. Đấy là một vài cái chia sẻ của thầy cho việc là chúng ta học và nhớ thế nào cho các đơn vị kiến thức rất là lớn trong môn ngữ văn ở trong giai đoạn này. Thầy biết để làm được tất cả những thứ đấy thì không dễ dàng, sẽ rất vất vả cho các em. Nhưng hãy cố gắng, vì thời gian còn lại rất ít và mục tiêu và mơ ước của các em đã đặt ra thì chúng ta cố gắng chinh phục. Vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ. Vậy thì phương pháp học môn ngữ văn là như vậy. Cũng có rất là nhiều bạn học sinh đặt câu hỏi về cấu trúc đề thi cũng như là phần phần trọng tâm kiến thức của chương trình ngữ văn 9 ạ. Thì bây giờ thầy có thể giải đáp một chút các câu hỏi về cấu trúc đề thi và trọng tâm kiến thức chương trình không ạ? Vâng, em xin đặt là câu hỏi như sau ạ. Của bạn Phan Tiến Thịnh ạ, đến từ Hòa Bình. Bạn hỏi là làm thế nào để phân chia thời gian hợp lý nhất cho từng phần ạ? Giả sử khi em muốn trình bày bài làm của mình một cách nào đó khiến cho người chấm ấn tượng thì phải làm sao Bài của bạn Thịnh có hai câu hỏi nhỉ, có ạ? hai ý hỏi nhỉ. Có hai ý hỏi. Ý hỏi thứ nhất là bạn ý hỏi việc là phân bổ thời gian sao cho hợp lý để có thể tối ưu hóa điểm số. Và thứ hai là bạn ấy hỏi là trình bày bài làm của mình một cách nào đó khiến cho người chấm ấn tượng. Thế thì thứ nhất, bạn hỏi về cái chiến lược phân bổ thời gian thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cấu trúc đề thi của chúng ta. Thì thông thường thì thầy cô có nhiều cái cách gợi ý cho các bạn để các bạn lựa chọn cái chiến thuật phân bổ thời gian cho hợp lý. Tuy nhiên, theo thầy thì mình phải nắm chắc được cấu trúc đề thi của tỉnh thành phố mình. Mình biết được rằng những câu hỏi nào là những câu hỏi dễ lấy được điểm số mà tốn ít thời gian. Những câu hỏi như vậy sẽ phải là những câu hỏi ưu tiên làm trước. Để và những cái câu hỏi như vậy thường ấy, những cái câu hỏi ở mức độ cơ bản nhớ cái đơn vị, các đơn vị kiến thức, hoặc là hiểu ở mức độ cơ bản, những câu hỏi như vậy thường chiếm khoảng 30 đến 40% điểm số của đề. Đó, do đó là những câu như vậy là những câu phải tìm để làm trước và làm nhanh và làm chính xác để ăn tối đa điểm số. Và khi chúng ta đã có được, khi chúng ta đã làm tốt được những cái câu hỏi tạm gọi là những câu hỏi khá cơ bản ở trong đề thi, chúng ta đã có được một cái hành trang tâm lý khá vững chắc. Khi chúng ta tự tin rằng mình đã làm được khoảng 30-40% của bài, thì những câu hỏi khó, những cái phần mà mình thấy ngại, thí dụ như là yêu cầu viết các đoạn văn, viết các bài văn, thì mình cũng đã có được một cái nền tảng tâm lý rất là vững vàng hơn nữa, thì lúc đó chúng ta rất là yên tâm. Sau khi chúng ta phải biết phân loại được những câu hỏi nào là những câu hỏi cơ bản và có thể làm ngay được, mình làm ngay, thì mình dành thời gian làm những cái câu hỏi khác. Đến những câu hỏi khác, đặc biệt là những câu viết đoạn văn hoặc viết bài văn, thì nó thường chiếm cái thời lượng rất là lớn vì trọng số điểm của nó cũng lớn. Vậy hãy dành thời gian hợp lý và đủ để có thể viết kỹ càng. Nhưng thầy nhắc các bạn một điều là chúng ta cần phải phân bổ thời gian để hoàn thành toàn bộ các câu hỏi trong đề thi trong cái khuôn khổ thời gian. Chúng ta đừng quá mê mải vào việc làm thật là tốt một câu nào đó, dù câu ấy có thể chiếm tổng số điểm lớn, mà lại hy sinh những câu khác. Có những câu mà kể cả các em rất là lo, thấy rằng là ôi phần này mình chưa ôn nhiều, chưa ôn kỹ, mình cũng chưa nắm chắc được cái phần đơn vị kiến thức này, làm được như thế thì được bao nhiêu điểm, mình hy sinh cái đó, mình lại làm những câu hỏi khác mà mình tin tưởng, thì điều đấy rất là nguy hại cho tổng điểm của các em.
nó sẽ khiến cho bài viết bị thiên lệch và mình quá kỹ, quá sâu vào một cái nội dung câu hỏi nào đó, khiến mình bỏ qua và bỏ quên đi những câu hỏi khác. Hoặc là có những câu mà các em thấy rằng nó ngược lại với những cái câu mà mình cảm thấy là mình rất là hoang mang, mình không biết, thì mình bỏ. Lại có những câu mà các em thấy rằng câu này rất là thích, nó rất là đúng với cái sở trường, nó rất là gọi là theo ngôn ngữ của bạn là trúng tủ, thì mình lại làm rất là kỹ và sâu. Trong khi đó cái cấu trúc điểm số cho đề thi câu hỏi đấy nó không hề nhiều, thì mình phải biết cân đối. Và muốn cân đối được cái thời gian như vậy ấy, thì nó là kết quả của quá trình luyện tập, chứ không phải là mình chỉ nói với nhau về cái chiến lược. Chiến lược nó chỉ trở thành cái kỹ năng khi các em đã luyện tập và luyện tập nhiều lần, luyện tập đi luyện tập lại thông qua quá trình các em luyện đề. Hãy ở nhà tìm những cái đề theo cấu trúc đề thi của tỉnh thành phố mình, của cái trường mình đi thi vào, ngồi ở bàn học và rất nghiêm túc lấy giấy làm bài, và ta bấm giờ, ta bắt đầu tính toán để chúng ta phân bổ thời gian. Không có một cái cấu trúc cứng, ví dụ như là đoạn văn thì em phải viết bao nhiêu phút, bài văn em phải viết khoảng bao nhiêu phút, mà nó có thể linh động theo từng đề, theo từng phần, theo từng cấu trúc. Nhưng mình phải biết cách cân đong đo đếm sao cho nó phù hợp. Khi mà các em đã luyện tập nhiều và nó hình thành kỹ năng, thì thầy tin rằng việc phân bố thời gian cho các câu hỏi trong đề thi là không hề khó. Và quan trọng nữa, bên cạnh quá trình luyện tập, đấy là khi chúng ta bắt đầu vào làm bài thì chúng ta phải bình tĩnh, bởi vì rất có thể là có những các cái tình huống muôn vàn nó xảy ra trong khi chúng ta làm bài. Có thể là mình làm xong một câu rồi mình mới phát hiện ra là cái câu đấy mình bị làm nhầm, mình làm xong một câu rồi mình mới thấy rằng là viết xong đoạn văn rồi mình thấy là ôi thôi chết, mình thiếu một ý nào đó. Thì những lúc như thế mà hoảng thì rất có thể khiến cho mình bối rối và mình lãng phí thời gian vào những cái việc sửa sai như thế, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian hoặc bị ảnh hưởng tâm lý rất là lớn. Thì thầy lưu ý các bạn hai điều để có thể phân bổ thời gian hợp lý, đấy là bạn phải luyện tập, bạn phải luyện đề, bạn phải rất nghiêm túc trong việc phân bổ thời gian trong các câu, các phần ở trong đề thi của tỉnh thành phố của bạn. Lúc đó bạn sẽ hình thành kỹ năng. Và thứ hai, tâm lý bạn phải vững vàng. Ý hỏi thứ hai của bạn thì nó khá là rộng. Bạn hỏi rằng là làm thế nào để trình bày bài để khiến cho người chấm phải ấn tượng. Ở đây chắc là ấn tượng tốt đúng không ạ? Và ấn tượng đặc biệt để bạn có thể ghi được điểm với thầy cô. Thế thì muốn có được một cái bài viết ấn tượng thì nó sẽ đến từ hai điều. Điều thứ nhất là nội dung bài làm của em nó phải hay, nó phải độc đáo, nó phải có những điểm mới mẻ, nó phải có những sự sáng tạo. Và cái thứ hai, ấn tượng thứ hai đối với thầy cô trong việc trình bày, đấy là cái hình thức trình bày của em cũng phải có sự khác biệt. Nó sáng tạo, nó chữ viết thì đẹp, chữ viết thì gọn gàng, trình bày thì mạch lạc, thì lưu loát. Các cái phần mục đều rất là rõ. Như thế nhìn với một cái bài viết, em hỏi là trình bày sao cho hiệu quả. Có lẽ là thầy hình dung là em hỏi đến cái cách thứ hai, cố gắng tạo được điểm nhấn về nội dung, thì đấy là một điều khác. Còn em muốn hỏi là làm thế nào trình bày bài làm một cách ấn tượng, thì có lẽ là hãy cố gắng trình bày bài viết của mình cho gọn, cho sạch, cho đẹp, cho ngắn gọn và diễn đạt thật là lưu loát, thì chúng ta sẽ có điểm. Ở đây không chỉ là điểm dành cho phần trình bày trong cấu trúc của đáp án, mà còn có thêm điểm cảm tình của thầy cô nữa. Khi thầy cô cầm một bài kiểm tra lên, một bài thi lên với chữ viết như vậy, với hình thức trình bày như thế thì rất là thích. Còn nếu mà trình bày hiểu theo nghĩa khác là theo cách diễn đạt của mình, dùng ngôn ngữ của mình để diễn đạt các ý tưởng, thì cái đó thì phụ thuộc rất là nhiều vào cái văn phong và cái vốn từ của từng bạn trong cái việc trình bày, diễn giải cái ý tưởng của mình. Thì ở đây nó là kết quả của quá trình rất là công phu các em rèn luyện, không phải chỉ trong ít tháng, ít ngày, mà nó là rất là nhiều năm mình cố gắng, mình luyện viết các cái bài văn, các cái bài làm ở giai đoạn trước đó. Thì phần này là phong cách riêng của từng bạn, nhưng mà cái chung là yêu cầu đòi hỏi là bài viết cần phải trình bày một cách sạch sẽ, hạn chế, gạch, xóa. Chúng ta ghi đánh dấu các phần, các đề mục rõ ràng, chữ viết gọn sạch thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cảm tình của thầy cô. Thầy ơi, tiếp theo là có một câu hỏi của bạn. Các bạn đang theo dõi ngay livestream ạ. Okay. Bạn hỏi là tại sao lại bỏ phần trắc nghiệm trong đề thi ngữ văn vậy ạ? Bỏ phần trắc nghiệm cho đề thi ngữ văn, thầy không biết là bạn này thì đang ở tỉnh thành phố nào, có phải Hà Nội không ạ? Bạn cũng không có nói rõ ở trong câu hỏi của mình ạ. À ok, thì cái cấu trúc đề thi của mỗi tỉnh thành phố là khác nhau. Thì đề thi của Hà Nội thì trong nhiều năm trở lại đây thì không có câu hỏi phần trắc nghiệm. Và nhiều tỉnh thành phố trong đề thi ngữ văn của tỉnh thành phố mình cũng không đưa cái phần câu hỏi trắc nghiệm vào phần kiểm tra ngữ văn. Nhưng trong số hơn 60 tỉnh thành phố có đi thi sinh vào lớp 10 ấy, thì theo thầy được biết là cũng có một số tỉnh thành phố các năm trước có câu hỏi trắc nghiệm, nhưng nó ít thôi, rất là hạn chế, khoảng
hai ba tỉnh thành phố có câu hỏi trắc nghiệm. Thì việc đưa hay không đưa câu hỏi trắc nghiệm vào đề thi cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thì nó liên quan đến cái vấn đề kiểm tra, cái quan điểm trong việc kiểm tra đánh giá và cái việc đưa các kiến thức, các câu hỏi trắc nghiệm trong cái bài kiểm tra môn ngữ văn thì nó đang chưa được nhận được cái sự thống nhất rộng rãi của đông đảo thầy cô giáo cũng như là phụ huynh học sinh, bởi vì môn ngữ văn nó có những cái đặc thù rất là riêng, nó đòi hỏi cái khả năng cảm nhận, cái khả năng sử dụng ngôn ngữ, cái khả năng dùng ngôn ngữ để diễn tả, diễn đạt cái suy nghĩ và cảm xúc và quan điểm của cá nhân mình. Do đó các cái hình thức câu hỏi trắc nghiệm nó chưa cho phép bài kiểm tra có thể đánh giá được năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực cảm nhận, năng lực đọc hiểu và lý giải văn bản vân vân một cách sâu sắc và đầy đủ. Do đó là nhiều tỉnh thành phố cũng như nhiều đề trường không đưa câu hỏi trắc nghiệm vào. Thì phần này thì thầy cũng xin phép được không bình luận gì thêm, đó là quan điểm của thầy cô, của người ra đề. Mỗi một tỉnh thành phố lại có những các cái quan điểm và suy nghĩ khác nhau, nhưng cá nhân thầy Hùng thì thầy nghĩ rằng là các câu hỏi trắc nghiệm thì cũng có thể đưa vào trong cái phần kiểm tra môn ngữ văn, nhưng có lẽ nó chỉ phù hợp để kiểm tra các cái đơn vị kiến thức ở mức độ cơ bản, tức là đòi hỏi các bạn phải nhớ và hiểu về cơ bản khái niệm thôi. Còn cái việc kiểm tra việc sử dụng ngôn ngữ cũng như là diễn đạt thì nó chưa cho phép, cho nên là việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong môn ngữ văn chắc cũng chỉ hạn chế thôi. Dạ, có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi là thầy ơi, kiến thức thi vào 10 môn ngữ văn thì tập trung ở lớp mấy ạ? Thầy có thể khoanh vùng trọng tâm kiến thức cho các em được không ạ? Trong cái hướng dẫn ôn tập của các tỉnh thành phố gửi về cho các em thì chắc chắn đều đã có cái phần thông báo này, thì đơn vị các cái phần kiến thức, phạm vi ôn tập kiến thức của các em chắc chắn nằm trong chương trình ngữ văn lớp 9. Tuy nhiên ở một số tỉnh thành phố thì có thể có những cái câu hỏi mở rộng xuống các cái tác phẩm ở phía dưới, ví dụ đề của Hà Nội chẳng hạn thì có thể có những cái câu hỏi nhỏ điểm thôi, khoảng 0,5 điểm, yêu cầu các bạn liên hệ để chỉ ra một cái tác phẩm cùng một chủ đề, cùng một thời điểm sáng tác, cùng một khuynh hướng sáng tác, cùng một hình tượng nhân vật vân vân của các cái tác phẩm đã học chương trình lớp dưới. Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi, chỉ cần các bạn nhớ được các đơn vị kiến thức thôi là được, chứ không đòi hỏi các bạn phải phân tích hoặc là cảm nhận sâu. Còn đề thi của các cái trường chuyên thì sẽ mở rộng hơn, và người ta có thể hỏi các cái tác phẩm ở các cái chương trình lớp dưới nữa. Ví dụ có thể kiểm tra các em các cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn 8 hoặc thậm chí có thể dưới hơn. Tuy nhiên đấy là ở trong các đề thi chuyên. Còn trong các cái đề thi đại trà vào lớp 10 ở các tỉnh thành phố thì đa phần các đơn vị kiến thức trọng tâm sẽ rơi vào phần kiến thức của ngữ văn 9. Vâng ạ, có một phụ huynh tại Hà Nội ạ, muốn hỏi thầy là hiện nay các con vẫn đang được nghỉ tránh dịch, kiến thức bị đứt đoạn từ hồi cuối tháng 1 đến giờ, trong khi kỳ thi thì đang đến gần. Mong thầy tư vấn cho các con phương pháp nào để ôn thi hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn, cùng với đó là phụ huynh nên đồng hành cùng con như thế nào để con vừa không bị thiếu hụt kiến thức mà lại không bị áp lực đối với việc thi cử. Thầy Hùng rất chia sẻ với anh chị phụ huynh với cái nỗi lo lắng về cái lộ trình học tập của các con do bị đứt đoạn trong cái giai đoạn dịch vừa qua. Thì một điều rất là một cái tin mừng đấy là cái dịch về cơ bản cũng đã được khống chế, tất nhiên vẫn còn cần phải nỗ lực để đẩy lùi, nhưng mà cái thời gian các con có thể đến trường cũng sắp gần, và cái lịch năm học do Bộ Giáo dục công bố đã có những cái điều chỉnh phù hợp để đảm bảo rằng cái thời gian để các con học và ôn nó không bị rút ngắn đi, mà các con vẫn có đủ các cái khoảng thời gian để mình có thể học ôn. Tuy nhiên cái vấn đề đáng lo ở đây đấy là không phải là cái quỹ thời gian còn lại, mà đấy là cái quãng thời gian đã qua, một tháng đã qua. Thì một số bạn nếu như có cái sự chú tâm, tự giác cao và nỗ lực thì đã biến cái quãng thời gian một tháng nghỉ vừa rồi trở thành một quãng thời gian rất là hữu ích để các bạn chú tâm học và ôn kiến thức để không bị lãng phí và không bị rơi vãi mất các cái kiến thức và cái mạch học ôn của mình, vẫn có đà để tiếp tục lên. Nhưng cũng có một số bạn khác do cái quá trình nghỉ dài không được gặp thầy, gặp bạn và có những cái sao nhãng khác thì cái quá trình học ôn nó bị đứt đoạn và nó sẽ để lại những cái hệ lụy khá lớn trong quá trình ôn tập. Mình phải mất cái quãng thời gian để các bạn ấy vào đà, để các bạn quay trở lại với cái nhịp học thường lệ. Thế thì điều này có cái vai trò rất là lớn ở phía tự cá nhân các bạn, là các bạn phải có ý thức
ngay khi chúng ta quay trở lại học ôn thì các bạn phải rất là nghiêm túc và cố gắng. Đồng thời từ phía anh chị phụ huynh, anh chị cũng sát sao thêm hơn với các con, sát sao với các con trong quá trình học ôn ở nhà, sát sao với tình hình học tập của con trên lớp thông qua việc là thường xuyên trao đổi với thầy cô. Anh chị cũng quan tâm hơn đến cái nền nếp sinh hoạt của các con, để vừa nhắc nhở các con chú tâm vào công việc học tập, đồng thời cũng có những cái động viên khích lệ các con điều chỉnh các công việc thường ngày để dành thêm thời gian cho các con, để các con về để cái quá trình học ôn của các con được hiệu quả. Mình không chỉ quan tâm đến kết quả học tập, đến quá trình học tập, mà quan tâm toàn diện đến các con về tình hình sức khỏe, về cái diễn biến tâm lý và cả cái những cái khó khăn mà các con sẽ chia sẻ, thì mình sát sao để mình nắm được. Thì thầy Hùng nghĩ như vậy thì sẽ mang lại hiệu quả tốt cho các con. Vâng ạ, bạn Trần Khánh Duy ở Hà Nội có đặt một câu hỏi là: thầy ơi, điều chỉnh kế hoạch ôn thi môn văn như thế nào cho hiệu quả ạ? Vì từ Tết đến giờ em không ôn luyện gì mấy. Thầy Hùng vừa mới chia sẻ câu chuyện với bậc phụ huynh, thì đây lại là câu chuyện với các bạn học sinh. Thì rất nhiều bạn cũng bị rơi vào tình trạng như vậy. Mình đã quen với hình thức học với thầy trò, với cái áp lực bài tập thầy cô giao, nhưng bây giờ tự nhiên bẵng đi, thầy cô không được gặp thầy gặp bạn nữa, thì cái quá trình ôn luyện của mình nó bị sao nhãng đi. Và như thầy có chia sẻ, từ phía chính các em cũng phải có cái ý thức rất là lớn, để sau khi ngay bây giờ chúng ta vẫn phải xác định một cái ý thức và một cái tâm lý rất là rõ ràng, là việc học thi là việc của cá nhân mình. Mình không chờ thầy cô giúp giả, mình không chờ bố mẹ nhắc nhở đôn đốc mình mới học, mà mình phải nỗ lực ngay bây giờ. Quỹ thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều, thì chúng ta phải cố gắng thôi. Còn như thầy có nói, vấn đề chủ yếu là vấn đề tâm lý, là vấn đề thái độ, chứ không phải là vấn đề trình độ. Vì cái kế hoạch học tập của chúng ta có thể bị xáo trộn một chút, nhưng cái quỹ thời gian còn lại nó không ngắn hơn đâu. Bộ giáo dục cũng như là sở giáo dục đã cho chúng ta có thêm thời gian để ôn luyện rồi, thì cái lộ trình của chúng ta vẫn sẽ như vậy. Như thầy nói, mình sẽ phải làm 3 việc ngay sau đây. Mình phải khẩn trương hoàn thành nốt các đơn vị kiến thức của chương trình học kỳ 2. Chúng ta quay sang để ôn tập tổng hợp toàn bộ các kiến thức, rà soát từ đầu đến giờ ở tất cả các phần văn bản tiếng Việt và kỹ năng viết các đoạn văn, các bài văn. Và thứ ba, đấy là chúng ta luyện với các đề thi. Thì điều đấy rất quan trọng, và mình phải xác định ngay rằng là ngay bây giờ chúng ta phải bắt đầu ngay vào câu chuyện đó, chứ không chờ, không đợi ai giục giã nữa cả. Vấn đề thái độ và tâm lý của em là vấn đề quyết định, rất quan trọng. Bên dưới livestream thì cũng có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi là làm thế nào để họ làm tốt bài thi môn ngữ văn của các trường trung học phổ thông chuyên tại Hà Nội. Thầy có thể giải đáp giúp các bạn được không? Bạn ấy hỏi là đề thi chuyên văn hay là đề thi chung của các trường chuyên? Chung của các trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội. Bạn ấy hỏi đề thi chung. Vâng. Như bạn biết rằng là các cái trường chuyên ở Hà Nội thì rất là đa dạng, có hệ thống trường chuyên của sở, cũng có hệ thống trường chuyên của các cái trường đại học. Thế thì các cái trường nó không thi chuyên văn, nhưng cũng có bài kiểm tra văn như là một bài kiểm tra điều kiện hoặc là bài kiểm tra chung để tính điểm. Thì theo thầy, bên cạnh cái việc học ôn chung giống như các bạn ở trên lớp, tức là học ôn để chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của sở ấy, thì chúng ta cần phải có những cái sự chú tâm vào cấu trúc đề thi của trường mà mình sẽ tham gia. Thí dụ bạn thi chuyên sư phạm thì bạn nên dành thời gian để chúng ta tìm hiểu thêm về cấu trúc đề thi của chuyên sư phạm các năm, thì cấu trúc đề thi cũng khá là ổn định. Thì mình sẽ xem là cấu trúc đề thi như vậy nó có những cái gì giống và khác so với cấu trúc đề thi của sở, và mình cần phải bổ sung những cái kiến thức và kỹ năng nào. Thí dụ đề chuyên sư phạm thì đề của sở thì thường yêu cầu các em, đề chung ấy, của sở thì yêu cầu các em viết các đoạn văn thôi, không yêu cầu viết bài. Nhưng đề thi của chuyên sư phạm hoặc đề thi của chuyên khoa học tự nhiên thì luôn luôn có yêu cầu viết bài tổng hợp văn, và đấy là một sự khác biệt rất là lớn, thì các em cần phải chú ý. Đề của các cái trường chuyên có thể đưa vào các cái văn bản đọc hiểu, các cái đơn vị kiến thức về phần đọc hiểu nữa, thì mình cũng phải rèn luyện rất là nhiều về cái kỹ năng đọc hiểu văn bản, nhất là các văn bản không nằm trong chương trình, thì mình rất là tự tin có thể làm tốt bài. Như vậy thầy lưu ý các bạn cần phải tham khảo cái cấu trúc đề thi của cái trường chuyên mà mình định tham gia các năm trước, để mình có hình dung về cái cấu trúc đề thi, mình luyện tập qua nhiều đề để mình thành thạo, quen về dạng, và mình thành thạo cái cách trình bày với cái đề thi đó, thì mình mới có thể làm bài hiệu quả. Còn nếu như chúng ta chỉ học ôn bình thường
và không có sự chú tâm để tìm hiểu trước về cái cấu trúc đề thi của trường mình tham gia, thì rất có thể các em sẽ lâm vào tình trạng bị động, và khi gặp đề thi chúng ta sẽ không làm tốt nhất. Thí dụ các bạn quen làm đề của sở, khi gặp đề thi của các cái trường mà yêu cầu viết bài văn, rất nhiều bạn đã có tình trạng đó, các bạn chỉ viết các đoạn văn thôi, thì điều đó khiến cho bài viết của em bị mất điểm rất là nhiều và không đạt được kết quả cao. Mình lưu ý như vậy. Bạn tên là Minh có đặt câu hỏi cho thầy là có nên luyện đề giai đoạn này không à thầy, và luyện thế nào cho hiệu quả ạ? Ok, cảm ơn bạn Minh. Luyện đề thì theo thầy là một trong những cái phương pháp ôn tập hiệu quả ở trong giai đoạn nước rút này. Thực tế thì ở trên lớp thầy cô cũng, nếu mà chưa thì chắc sắp đây, thầy cô cũng sẽ đưa ra rất nhiều đề cho các em luyện. Các bậc phụ huynh cũng sẽ rất là quan tâm, có thể cho các em đi thi thử ở trường này, trường kia, trung tâm này, trung tâm khác. Đấy là điều rất bình thường, bởi vì ai cũng biết được rằng luyện đề thi là một trong những cách hiệu quả ở giai đoạn này để có thể giúp các em ôn luyện tốt nhất. Những cái lợi thế của, những cái lợi ích của phương pháp ôn tập bằng cách luyện giải các đề thi ấy, thì thầy đã chia sẻ ở phần đầu rồi. Nhưng mà ở đây thầy nói những cái điều lưu ý trong quá trình luyện đề của em. Thì thứ nhất là có quá trình luyện đề nó chỉ có hiệu quả khi, thứ nhất từ phía chủ quan của các em là các em phải luyện đề và làm bài một cách hết sức nghiêm túc. Khi chúng ta làm bài, các bạn đừng dở tài liệu, các bạn đừng cho mình tí tỉ thời gian. Các bạn phải biết bấm giờ để mình làm đúng theo yêu cầu thời gian, và mình không dùng tài liệu, mình làm một cách hết sức nghiêm túc để đánh giá đúng thực lực của mình. Mình trung thực với chính bản thân mình. Đấy là về phía chủ quan. Về phía khách quan thì đề thi các em chọn thì cần phải đảm bảo về chất lượng cũng như là về số lượng. Có nhiều bạn là rất là mải mê với câu chuyện luyện đề, bởi vì luyện đề thích lắm, làm các cái bài ở trong đề thi nó cho mình làm xong và mình biết ngay là mình được mấy điểm, thầy cô mình chấm cho mình đi thi chỗ này mình biết mình được mấy điểm, thích lắm, và các bạn rất là mải mê luyện đề. Theo thầy thì nếu mà luyện đề và cứ quá đắm đuối với câu chuyện làm quá nhiều đề thi thì cũng không có tốt, bởi vì giữa các đề thi cần có khoảng thời gian nghỉ giãn cách để các em có thể nhìn nhận lại cái bài thi lần trước mình làm, xem mình sai ở đâu, mình thiếu phần nào, mình bổ sung, mình chỉnh sửa, mình nạp thêm kiến thức, để rồi bài sau sẽ là một sự ghi nhận quá trình tiến bộ của các em. Còn nếu các đề thi nó làm quá gần nhau thì các em vô hình chung sẽ không có thời gian để tự mình điều chỉnh, và nó sẽ tạo một cái áp lực rất là lớn về điểm số. Ví dụ bài này cứ bắt buộc phải bài sau phải điểm số tốt hơn bằng bài trước, rồi nếu không bằng được thì mình lại thất vọng, vân vân, thì không nên. Nhưng mà số lượng đề thi bao nhiêu thì là hợp lý thì nó cũng tùy từng bạn. Theo thầy thì ở giai đoạn này mỗi một tuần chúng ta luyện khoảng từ 2 đến 3 đề thi, trong khoảng tầm 3 tháng trước thì bạn luyện khoảng tầm 2 đến 3 đề thi thôi, một tuần thôi là đã đảm bảo rồi. Còn về chất lượng đề thi thì thầy quan niệm rằng chất lượng đề thi còn quan trọng hơn cả số lượng. Thì thứ nhất là các em cần phải chọn được những đề thi về hình thức nó phải đảm bảo tính chất chuẩn mực trong việc trình bày câu chữ, diễn đạt rõ ràng mạch lạc. Thứ hai về cấu trúc thì các em có thể sưu tầm được rất nhiều đề thi ở trong sách trên mạng, nhưng mà nên làm, ưu tiên làm những đề thi theo cấu trúc của tỉnh thành phố mình, vào cái cấu trúc mà cái trường mình dự định thi. Và thứ ba, đấy là nội dung của đề thi thì nó phải có tính hệ thống, nó phải giúp các em bao phủ toàn bộ các đơn vị kiến thức, kiểm tra được hầu hết các cái đơn vị kiến thức trọng tâm, các kỹ năng quan trọng mình cần phải có. Và muốn làm như vậy thì các em cần phải chọn được một hệ thống các đề thi nó hợp lý để không bị trùng lặp. Thầy biết rằng rất nhiều bạn đi thi, rất nhiều bạn làm các đề thi ở chỗ này chỗ kia, học thầy này thầy khác, sang tham khảo thêm đề thi trong sách, trên mạng, thi ở trung tâm. Rất nhiều khi đề thi rất là hay, nhưng mà lại có trường hợp xảy ra, và rất thường khi xảy ra với môn văn, đấy là các cái câu hỏi nó bị trùng lặp. Đề thi này vừa mới thi xong chiều hôm trước, hôm sau đến lớp thầy cô mình lại gặp lại cái câu hỏi đó. Tất nhiên có một số bạn sẽ cho rằng là việc làm đi làm lại rất là nhiều lần một câu hỏi như thế nó sẽ khiến mình nhuần nhuyễn về kiến thức, nhưng thực ra nó cũng có thể gây lãng phí về thời gian và nó khiến mình bị nhàm chán. Vậy thì lựa chọn được một cái hệ thống đề thi nào hiệu quả, nó đảm bảo chất lượng mà lại không bị trùng lặp như thế thì mới là cái sự lựa chọn sáng suốt và quan trọng. Thế thì rất là nhiều nguồn để các em có thể tham khảo. Thầy cũng có hệ thống các cái đề thi sẵn ở trên khóa học luyện đề thi vào lớp 10 ở mãi. Đấy cũng là một kênh để các em tham khảo khi mà mình cái hệ thống đề thi của các thầy cô đưa ra nó không bị trùng lặp các câu hỏi. Các cái câu hỏi đã được tính toán để bao trùm toàn bộ đơn vị kiến thức rồi. Điều đấy rất quan trọng. Được chưa? Các em lưu ý nhé, trong quá trình luyện đề, chất lượng đề còn quan trọng hơn số lượng, và mình làm bài nghiêm túc cứ như thể thi thật để mình rèn luyện tất cả các kỹ năng.
Câu hỏi tiếp theo nhé. Dạ, có một bạn Facebook là Ngọc Anh, bạn rất là tha thiết muốn hỏi thầy là thầy ơi, năm nay ở Hải Phòng, cấu trúc bài thi văn đổi mới rồi hả thầy? Nghe cô em nói là có một bài văn ngắn nghị luận xã hội, một bài văn nghị luận văn học đúng không ạ? À, đề thi của Hải Phòng năm nay thì thầy cũng chưa cập nhật được các cái thông tin cụ thể. Thì về cấu trúc đề thi thì chắc chắn là các cái thầy cô dạy mình trực tiếp ở trên lớp, ở trên trường là những người nắm sát nhất và nhanh nhất. Do đó mình bám sát theo các cái thông tin ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh thành phố mình, hỏi han thầy cô để mình nắm được cái tình hình cụ thể. Khi mà thầy tin rằng là ngay khi mà thành phố đã ra cái hướng dẫn ôn thi về cấu trúc đề thi, về phạm vi kiến thức ôn luyện, thì chắc chắn là thầy cô sẽ cập nhật để hướng dẫn cho các em các cái thông tin liên quan đến cụ thể của từng địa phương, của từng bạn. Thì các em theo sát cái thông tin của tỉnh thành phố mình và theo sát cái phần hướng dẫn của thầy cô trên lớp, thầy tin rằng là thầy cô sẽ cập nhật nhanh nhất các cái đường kiến thức với tất cả cái tâm huyết dành cho học trò, để các học trò có thể có được một bài thi thành công. Thì chắc chắn thầy cô mình sẽ là người cập nhật nhanh nhất và sớm nhất, chính xác nhất các cái khuynh hướng đó. Còn để mà dự đoán rằng cụ thể sẽ như thế nào thì thầy cũng không có thể đưa ra dự đoán được, bởi vì cái cấu trúc đề thi của từng tỉnh thành phố nó có thể thay đổi và chuyển biến dần dần qua các năm. Ngay đề thi của Hà Nội đã ổn định từ rất nhiều năm, thì năm ngoái đã có những cái sự chuyển biến đáng chú ý mà các bạn ở Hà Nội thì cũng đã nắm được rồi, và thầy cô trong quá trình ôn tập trên lớp đã nắm được rồi. Đấy là chúng ta có sự xuất hiện của cái câu đọc hiểu văn bản, và năm ngoái thì là một văn bản lấy trong giáo khoa, nhưng trong cái cấu trúc, trong cái xu hướng chung về sự xuất hiện của các câu đọc hiểu thì rất có thể năm tới có thể có một cái văn bản không nằm trong chương trình giáo khoa xuất hiện trong đề thi, thì chúng ta cũng không được ngạc nhiên và chúng ta vẫn phải tự tin mà làm bài, đúng chưa? Có một bạn nữa muốn hỏi thầy là đề thi năm nay tại Hà Nội có thay đổi cấu trúc không ạ? Thầy vừa mới chia sẻ liên quan đến phần cấu trúc đề thi, thì chúng ta thấy rằng cấu trúc đề thi của Hà Nội từ rất nhiều năm nay đã khá ổn định về cấu trúc, chia làm hai phần. Thì ở trong mỗi phần thì đều đưa ra một cái ngữ liệu. Ngữ liệu đấy sẽ lấy từ trong một cái văn bản tác phẩm học trong chương trình ngữ văn lớp 9, để hỏi các câu hỏi liên quan đến phần đọc hiểu, liên quan đến kiến thức về văn bản, liên quan đến kỹ năng viết các đoạn văn nghị luận. Thế thì đã rất quen, nhưng năm ngoái đã có những sự thay đổi là chỉ có một câu hỏi về phần văn bản tác phẩm là bài thực song thu thôi. Còn câu còn lại trong đề thi lại là một cái đoạn văn nghị luận, và nó yêu cầu chúng ta kiểm tra chúng ta về kỹ năng đọc hiểu văn bản. Vậy thì đấy, nó đã là một cái bước chuyển đánh dấu, có thể đánh dấu một cái sự thay đổi, chuyển đổi trong cái cấu trúc đề thi của Hà Nội. Có thể sắp tới các cái đoạn văn bản, các cái ngữ liệu được đưa vào trong đề thi có thể rất đa dạng. Có thể là các văn bản thông tin lấy từ trên các cái phương tiện báo chí, có thể là các văn bản nghị luận lấy ở trong các cuốn sách bên ngoài sách giáo khoa, cũng có thể là một văn bản lấy ở trong sách giáo khoa, nhưng nó sẽ không còn là một cái văn bản trích trừ trong cái tác phẩm, trong chương trình nữa. Và đấy là một cái lưu ý đáng chú ý để chúng ta cần phải dành thời gian để chúng ta luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản sao cho thật là tốt. Đây cũng là một cái xu hướng thay đổi trong cấu trúc đề thi, thầy nghĩ là đáng chú ý, nhưng đồng thời cũng đáng khích lệ, bởi vì nó không đơn thuần kiểm tra về kiến thức mà nó còn kiểm tra cả các cái kỹ năng đọc hiểu văn bản cũng như kiến thức xã hội của các em nữa. Vâng ạ, đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Lê Hiền Anh tại Hà Nội ạ. Bạn có hỏi là thưa thầy, đối với môn văn làm thế nào để rút ngắn thời gian làm bài mà vẫn làm được hết đề ạ? Mỗi khi làm bài em thường hay bị thiếu thời gian và cuống lúc cuối giờ nên thường không viết được gì. Vẫn là câu hỏi của Hiền Anh, thì vẫn là bài toán về việc phân bố thời gian. Cái vấn đề Hiền Anh gặp phải đấy là rút ngắn thời gian khi làm bài mà vẫn làm được hết đề. Thì thực ra là bạn nào cũng chỉ có 120 phút để làm bài thôi. Và thầy được biết rằng là ở Hà Nội thì rất nhiều thầy cô khi ôn luyện cho các bạn làm các bài ở trên trường ấy, các bài kiểm tra, thì với cấu trúc đề như vậy, độ nặng kiến thức như thế, chỉ cho các em làm có 90 phút thôi. Nhưng khi đi thi cũng cấu trúc đề như vậy, các em đã được làm 120 phút, tức là thêm 30 phút nữa. Thế thì không có lý gì mình lại không làm hết được bài kiểm tra. Ấy vậy nhưng một cái thực tế là rất nhiều bạn đi thi vẫn không kịp làm hết. Nguyên nhân là do đâu? Có lẽ là đến từ cái phần các bạn không phân bố thời gian một cách hợp lý. Như thầy vừa mới giải đáp một bạn ở phía trước đó về việc phân bố thời gian hợp lý. Nó là kết quả của quá trình chúng ta luyện tập. Nếu như chúng ta đã có kỹ năng phân bố thời gian nó tương đối tốt rồi, thì vẫn còn những cái trở ngại khác. Thí dụ như tốc độ viết của các em phải nhanh. Thầy biết rằng rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn ngôn từ,
rất nhiều bạn viết cái tốc độ đi bút của em chưa được nhanh, cái đó phải cải thiện, cái đó phải luyện tập để nó thay đổi. Có những bạn gặp các cái vấn đề về tâm lý, thí dụ mình làm không có kịp là bởi vì mình bị sai câu này sai câu kia, mình phải làm lại, do đó là thời gian không có đảm bảo. Thế thì ngoại trừ những cái trường hợp liên quan đến các cái sự cố xảy ra, ví dụ như mình làm bị sai, bị nhầm, hoặc giấy của mình bị dây mực bị bẩn hay là bị gạch xóa thế nào đó, không tính các cái trường hợp sự cố đó nhé. Những cái trường hợp sự cố đó thì nó liên quan đến việc xử lý trong cái quá trình cụ thể khi làm bài. Còn cái quá trình ôn luyện của chúng ta ở đây để chúng ta rèn kỹ năng mà phân phối thời gian, phân bố thời gian ấy, thì thầy tin rằng cái việc luyện tập nó sẽ giúp cho Hiền Anh thay đổi và nâng cao đáng kể cái kỹ năng phân bố thời gian của mình khi chúng ta làm bài. Làm thế nào để rút ngắn thời gian làm bài thì em không cần phải rút ngắn thời gian làm bài, em tận dụng tối đa cái thời gian 120 phút để cho để mình hoàn thành bài. Tuy nhiên em thường hay bị thiếu thời gian và lúc cuối giờ thì hay bị cuống, thì ai cũng thế thôi. Khi bài mình làm mình còn quá nhiều và thời gian thì còn quá ít thì ai cũng sẽ bị cuống. Tuy nhiên là để mình không bị cuống thì mình phải ngay từ đầu mình phải có cái chiến lược thời gian hợp lý, đừng để quá đắm đuối với một vài câu hỏi mà bỏ qua và bỏ quên những câu hỏi quan trọng khác, đừng để cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng đến quá nhiều đến cái việc viết từng câu, trả lời từng câu của mình. Và khi đó thì phải tin rằng là mình có một cái sự phân bố thời gian ngay từ đầu rồi, hợp lý rồi, thì khi kết thúc thời gian làm bài thì các em chắc chắn sẽ hoàn thành tất cả các câu hỏi trong đề thi. Nhớ là phải hoàn thành tất cả các câu, đừng bỏ sót bất cứ câu nào trong đề thi, bởi bỏ sót nghĩa là không có điểm đâu, nhớ chưa? Thì thầy tin rằng là sẽ tốt thôi, mình hãy dành thời gian để luyện tập. Bây giờ vẫn còn rất nhiều thời gian, giai đoạn này là giai đoạn để chúng ta tăng tốc, và em còn rất nhiều thời gian để luyện đề, để cải thiện thêm. Thầy tin rằng là nếu như luyện tập rất là nghiêm túc và chăm chỉ thì cái khó khăn này không là trở ngại của em. Và nhớ khi đi thi thì trong lúc mình ôn luyện mình cũng có thể mang đồng hồ, mình bấm giờ, mình nhìn đồng hồ để mình làm chủ thời gian. Nếu mà mình là một người rất là hay bị cuốn vào trong từng câu, từng bài thì cái đồng hồ và rèn kỹ năng nhìn đồng hồ và phân bố thời gian trên đồng hồ thì sẽ hợp lý và nó sẽ giúp em khắc phục rất là nhiều. Chia sẻ với Hiền Anh như vậy. Vâng ạ, với những chia sẻ vừa rồi của thầy Nguyễn Phi Hùng thì phụ huynh và các bạn lớp học sinh lớp 9 có thể thấy việc ôn tập và luyện đề trong giai đoạn bây giờ là rất là quan trọng. Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo ngay khóa HM10 luyện đề của thầy Hùng cùng các thầy cô chuyên luyện thi vào 10. Trước khi kết thúc buổi livestream ngày hôm nay thì thay mặt Học Mãi, em rất cảm ơn thầy đã dành thời gian tham gia buổi livestream và đưa đến những chia sẻ hết sức bổ ích đến cho phụ huynh và học sinh lớp 9. Ngoài ra thì quý phụ huynh và các bạn cũng đừng quên một buổi livestream tư vấn lộ trình học tập và kế hoạch ôn thi vào 10 môn toán. Để lắng nghe những chia sẻ của thầy Hồng Chí Quang vào 20 giờ tối mai ngày 26 tháng 2 ạ. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian theo dõi livestream. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào em.